Ngày 10 tháng 12, Công an quận Thanh Khê và Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà đã đến động viên khen thưởng đột xuất cho tổ tuần tra 8394 phường Xuân Hà khi có thành tích xuất sắc, kịp thời ngăn chặn một nhóm đối tượng chuẩn bị hung khí đánh nhau. Công an quận và Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hà khen ngợi tổ tuần tra 8394 của phường vì những nỗ lực và quyết tâm phát hiện, đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm trên đường phố. Theo đó, vào tối ngày 8 tháng 12, nhận được tin báo về việc xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên khoảng 30 đối tượng đi trên 14 xe máy đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành. Tổ tuần tra 8394 đã nhanh chóng triển khai lực lượng và tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Nhóm này liên tục la hét và tăng tốc độ bỏ chạy. Nhận thấy các đối tượng manh động, tổ công tác đã bắn chỉ thiên, tạm giữ được hai thanh niên và số vật chứng là tuyếp sắt, dao tự chế do các đối tượng vứt lại khi bỏ chạy. Tại cơ quan công an, hai thanh niên mới 14 tuổi đã khai nhận trước đó tụ tập chuẩn bị hung khí để tìm nhóm khác đánh nhau. Khi đang trên đường đi thì bị tổ tuần tra công an phường Xuân Hà phát hiện bắt giữ.